Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình hay góp nhận 7 token DOT từ sàn DOT. Này mạng Hubia của chain các bạn thì nó cũng tương tự như là mạng BNB, Smart Chain, mạng Ethereum như thế các bạn. Rồi bấm để tham gia giá hôm nay, mở clip phần link mô tả dưới video của mình, mở tài ra món start. Sau khi bấm start, bấm xong bạn cho này góp các bạn. Sau khi bạn join xong thì nhiệm vụ của bạn join Telegram group này các bạn. Cái nhiệm vụ đầu tiên các bạn. Các bạn join vào. Rồi bạn mới đắp lên các bạn. Mạng quá lag các bạn. Nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow từ sàn DotSwap và Binbot các bạn, tăng 3 người bạn vào các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn chỉ việc like và tweet cũng được các bạn. 47 DOT. Đây là một dự án khá là uy tín các bạn. Rồi bạn like, các bạn tự quyết lên thôi. Con này gâu 2 các bạn. Rồi các bạn bắt đầu. Tiếp tục thì các bạn follow kênh seller nữa nha các bạn. Vì nguồn ở góp này mình đã follow rồi, mình bắt đầu lên cho các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow Twitter và tweet nha các bạn. Thì trên Twitter thì các bạn theo dõi nè, các bạn like và tweet nha các bạn. Các bạn like nha, rồi bạn mới đáp lại nè. Tiếp tục thì các bạn bấm vào một hình nội dung nữa các bạn. Bạn bấm vào register các bạn. Tiếp tục thì bạn lướt cấp tra thì bấm vào hình nội dung này có hình chữ gì nha các bạn. Radio là cái máy thu băng cái gì. Rồi đây chọn máy thu băng nè. Ok, rồi tiếp tục bằng điện địa chỉ email của tất cả bạn vào các bạn. Phi qua mình nói chuyện lớp được, các bạn thông cảm nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ ví Hubia của chain các bạn. Thì các bạn có thể dùng ví Hubia Wallet với MetaMask thích hợp mạng Hubi, còn có thể dùng mạng Token Token các bạn, Token Pocket. Rồi thì mạng Token Token thì bạn nhấp vào đây nè các bạn lựa chọn mạng Hubi của chain nè các bạn. Mình chọn chain này đi, quá tạo bao nhiêu ví. Rồi đây. Rồi các bạn copy cái con HT này nè các bạn. Bấm vào reset. Copy địa chỉ này các bạn. Rồi tiếp tục bằng ở chatbot các bạn. Đây. Sau khi các bạn gửi xong thì các bạn gửi lên đường link Twitter của mình nha các bạn. Interview Twitter link. Thì các bạn vào mở Twitter, các bạn lấy đường link username Twitter của tất cả bạn vào nha các bạn. Đường Twitter của mình nè các bạn. Rồi bấm đáp lại. Các bạn gỡ chatbot. Các bạn thông cảm, máy mình nó cứng ngắc dữ liệu của trên nên lúc chậm gì. Tiếp tục thì các bạn gửi làm một cái link withdraw.swap các bạn. Thì các bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nè. Đâu rồi ta? Đây nè. Các bạn nhấn vào bên cùng các bạn. Đây là một hồ sơ nè. Các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Cái máy này làm xong rồi dục bỏ luôn. Rồi các bạn bắt ở đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm vào Zuhaber Channel Telegram Click on Skip. Các bạn bấm I help you now nha các bạn.
tục vào bấm ai heo cho nào tiếp tục nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã có đừng giết mình đã kiếm thêm tốc càng nữa các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.